con giáp dễ bị mắc bẫy tình vì số đào hoa trong tháng 7. Các bạn thân mến, nếu bạn là một người có nhiều đối tượng theo đuổi thì cũng đừng tự kiêu quá nhé. Bởi vì có rất nhiều mối quan hệ đến do vận đào hoa quá vượng nhưng lại rơi vào bẫy tình với nhiều fan lao đao, thậm chí quyết định sai lầm cũng có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Hôm nay, lịch ngày tốt sẽ điểm danh 3 con giáp luôn tự tin có nhiều fan hâm mộ lại chính là người dễ bị lừa nhất nhé. 1. Tuổi Dậu. Bước sang tháng 7, vận đào hoa của người tuổi Dậu chuyển biến tích cực. Tuy không thuộc hàng nhất nhì trong 12 con giáp, nhưng cũng đủ để bạn thu hút mọi ánh nhìn của người khác giới. Mang trong mình cá tính độc lập, thích chỉnh chu và có thiên hướng sáng tạo ra những điều khác biệt để hình thành phong cách cá nhân độc đáo. Người tuổi Dậu đi tới đâu cũng dễ dàng nổi bật trước đám đông. Hơn thế, tính cách hài hước nhưng lại thông minh dí dỏm của họ dễ để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người, không ít đối tượng siêu lòng vì điều đó. Nhưng chớ chủ quan bạn nhé! Đào hoa quá đôi khi lại gây bất lợi cho chính bạn. Nó như con dao hai lưỡi, nếu bạn điều khiển khéo léo, ắt có lợi cho mình và ngược lại. Những ai đã có đôi có cặp nên chủ động tiết chế cảm xúc, đừng vì một phút rung động nhất thời mà trao gửi trái tim nhầm người, để rồi gia đình tan nát, hạnh phúc lìa xa. Người độc thân cũng nên nghiêm cẩn giữ mình, kẻo sẽ bị kẻ xấu đào mỏ lúc nào không hay. Họ chỉ lợi dụng tình cảm, sự yếu đuối của bạn để kiếm trác cá nhân mà thôi, cần tỉnh táo trong mọi tình huống. Đây chính là một trong những con giáp phạm đào hoa sát trong tháng 7, phải cẩn trọng. 2. Tuổi Mão. Người tuổi Mão nổi tiếng là điềm tĩnh, tâm hồn ngây thơ trong sáng, tình cảm cũng dạt dào vô bờ bến. Sang tháng 7, vận đào hoa có xu hướng tăng, lượng vệ tinh về quanh bạn càng nhiều, thậm chí cả những ai đã lập gia đình. Với người độc thân, đây có lẽ là tín hiệu đáng mừng. Bạn chủ động mở rộng mối quan hệ, tự tạo cơ hội để mở cửa trái tim, khép lại quá khứ đau buồn, nhìn thẳng về phía trước để tìm cho mình một nửa kia đích thực. Nhưng với người đã có gia đình, có người yêu lại càng mang ý nghĩa trái ngược. Đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa sát, mang tới nhiều điều phiền phức, đau khổ trong tình yêu. Khả năng tình tay ba, vượt rào là rất cao nếu như bản thân bạn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Hãy bỏ ngay thái độ đứng núi này trông núi nọ nếu như con giáp này không muốn chuốc thêm phiền hà về mình. Trò chơi tình ái thú vị thật, nhưng khi hạ màn, nó gieo rắc vô vàn đau khổ cho tất cả những người liên quan. 3. Tuổi Ngọ. Hào sảng, phóng khoáng, hành động dứt khoát là những ưu điểm thường thấy ở người tuổi Ngọ. Nó càng được thể hiện rõ nét khi tháng 7 về được vận đào hoa nâng đỡ. Đáng mừng mà cũng đáng lo. Mừng vì người độc thân có thể thúc đẩy nhanh quá trình tìm kiếm nửa kia cho mình, nhưng cũng lo vì có quá nhiều sự lựa chọn khiến cho bạn khó khăn trong việc tìm ra người phù hợp. Mừng vì vận đào hoa giúp tình cảm lứa đôi thêm rào rạt, lãng mạn, nhưng lại lo có người thứ ba xen ngang phá hoại tình yêu. Nhất là những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu và có điều kiện kinh tế tốt. Vận đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa sát, xuất hiện người thứ ba đào mỏ. Các bạn ạ, chuyện tình cảm rất khó phân định đúng sai và không bao giờ nói trước được điều gì. Tuy nhiên, sau chương trình này thì các bạn nên cẩn trọng hơn trong việc giao du kết bạn và phải thực sự cân nhắc trong việc lựa chọn bạn đời nhé. Chúc các bạn sẽ luôn gặp được người xứng đáng để yêu thương suốt cuộc đời và hãy luôn đồng hành cùng các chương trình hấp dẫn của Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.